Tôi xin tiếp tục đọc câu hỏi số 12 của anh Châu Văn Hòa ở Cà Mau. Ý 1. Thưa, trong kinh Đức Phật nói, trở về thế giới không thời gian là chân thật. Ý 2. Thưa, thế giới không thời gian là chân thật, có nằm trong phần tuyệt mật mà chùa chưa cho phổ biến ra, có phải không ạ? À? Ý 3. Thưa, trái đất có phải là thế giới không thời gian chân thật? mà Đức Phật nói ở bầu hoàng đạo 1 này không ạ? À? Ý 4. Thưa, kết hợp triết học phương Đông và phương Tây lên đến thần học có nằm trong thế giới không thời gian không? Ý 5. Thưa, thế giới không thời gian nó có nằm trong phần cuối cùng của kinh vô tự không? Có hai vấn đề quan trọng như sau. Đây là tiệc mật của tất cả thế giới các nước toàn cầu nằm trong bảo mật NASA các nước ký kết bảo mật giữ kín SA quốc phòng Mỹ cảnh báo con người phải ý thức dừng lại sẽ cứu vãn trái đất không đến chỗ hủy diệt lấy tình thương của Phật hướng vào chính mình sửa đổi mới cứu vãn được trái đất sự tồn vong tất cả do con người quyết định phải sáng suốt nếu hai phần đúng là sự thật mong sao quyển giáo lý được xuất bản ra để nhân dân Việt Nam biết được sự thật các vị Phật trời, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ có nhiệm vụ gì đối với con người, phải không, thưa ban giải đáp? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, là thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 12 của Phật gia Châu Văn Hòa và các bạn đồng tu ở Cà Mau. Câu hỏi này thì có tới mấy ý, tôi xin trả lời các ý trong câu hỏi này như sau. Ý thứ nhất là chỉ có Phật giới mới không sử dụng thời gian, vì ở vật giới không có âm dương nên không có thời gian. Còn ý thứ hai, thế giới là không thời gian là không nằm trong phần tiệt mật. Vì trái đất quay nên có thời gian. Mặt nào của trái đất có ánh sáng mặt trời chiếu vào gọi là ban ngày thì các thầy hành nghề âm dương gọi là dương. Mặt nào của trái đất không có ánh sáng mặt trời chiếu vào gọi là đêm thì các thầy hành nghề âm dương gọi là âm. Còn việc chùa Thiền Tông Tân Diệu xin phép xuất bản Nguyễn Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam là để làm cơ sở xin thành lập ra Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam đúng với luật pháp của nhà nước quy định. Quy định của luật pháp nhà nước, nhân dân nào muốn lập ra đạo thì phải có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo điều, giáo luật, tôn chỉ cương lĩnh nội quy, đạo phục, giấy, hay bằng chứng nhận của đạo đó, vân vân. Thì nhà nước mới cứu xét theo đúng luật mới cho thành lập đạo. Vì vậy, chùa Thiền Tông Tân Diệu muốn thành lập đạo thì phải có quyển giáo lý của đạo thì mới thành lập đạo được. Còn ý thứ ba, ý câu hỏi này các vị chưa nắm vững về cơ bản của đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Chúng tôi xin phân tích cho các vị rõ về tổ chức của một tam giới cũng gọi là hệ mặt trời thì trong tam giới tức là hệ mặt trời có đến 45 hành tinh có sự sống Mà Đức Phật dạy đường bán kính của một tam giới là 5 tỷ km Và đường kính là 10 tỷ km Còn tổ chức của một tam giới còn gọi là hệ mặt trời như sau Trung tâm hệ mặt trời là một quả cầu lửa cháy bằng khí hydro Bám vào viên đá mão nhiệt vương để cháy Thời gian cháy là vĩnh cũ Vì sao là vĩnh cũ vì khi khí hydro cháy vừa cạn bớt thì được ban bệ trời Tứ Thiên Vương cho đổ thêm khí hydro vào nên mặt trời không bao giờ tắt nên gọi là vĩnh cửu là vậy. Còn à, vòng 1 của hệ mặt trời là các hành tinh tứ đại thì à, vòng này nó gồm có 6 hành tinh tứ đại cấu tạo bằng điện từ âm dương có màu sắc biến thể là nơi dành cho các loài sống chung gồm có như là một là loài người nè, hai là thần nè ba là thánh 4 là tiên 5 là loài ngạ quỷ 6 là loài súc sinh 7 là loài thực vật còn các hành tinh vật tư là kim mộc thủy quả Thổ và điện từ âm dương biến thể không thể đếm hết được vì vậy Đức Phật có dạy các hành tinh vật tư ở bầu địa giới Đức Phật sử dụng con số là hàng hà sa số tức đem số hạt cát của sông hằng ra đếm thì số hạt cát của sông Hằng này cũng không bằng số đơn vị hành tinh kim mộc thủy quả thổ và điện tử âm dương biến thể ở bầu hoàng đạo này. Loài người sống trên bầu hoàng đạo một này thường thích ba việc như sau. Thứ nhất là thích có tiền tài, danh lợi và địa vị. Cái thích thứ hai là thích tu hành có chứng có đắc để những người khác đến lại và cúng tiền cho mình xài. Và cái thích thứ ba đó là thích bỏ tiền ra làm phước để sau khi chết được vãng sanh lên các cõi trời, hưởng nghiệp phước đức dương. Còn vòng 2 của hệ mặt trời là bầu trời dục giới. Ở vòng 2 này thì có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương 5 màu sắc, còn gọi là các nước trời dục giới, là nơi dành riêng cho con người ở trái đất tu nghiệp Phước Đức Dương lên đây ở, để sau khi chết, được ban thần thực thi nhân quả cho lên cõi trời dục giới vui chơi nếu muốn đến các nước trời khác thì phải có hạt nghiệp phước đức dương thật nhiều thì mới đi được. còn ý thứ tư á, là phải biết triết học phương đông hay phương tây gì hoặc thần học hay thánh học gì cũng không biết được thế giới không thời gian ở đâu. khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được xuất bản ra sẽ chỉ rõ nơi nào là thế giới không thời gian. còn ý thứ năm thì ý thứ năm này là sự thật thì cơ quan NASA của Mỹ cũng không thể biết được thế giới không thời gian là ở đâu nên làm gì có chuyện bảo mật đây là lãnh vực khoa học vật lý bình thường không có chuyện giấu kín tại vì loài người chưa biết được tổ chức của càng khôn vũ trụ này nên không biết được nơi nào là thế giới không thời gian còn việc cứu vãn trái đất không bị hủy diệt sớm thì chùa Thiền Tông Tân Diệu đã cho công bố lý thuyết phần đầu rồi còn phần thực hiện là của những vị lãnh đạo trên trái đất này có muốn thực hiện hay không mà thôi xin mời hỏi tiếp